nhồi máu cách sàn nó 4 cây số, nhưng mà mình nuôi cho bằng thì nó không ăn thịt lẫn nhau, bởi vì thức ăn của cá vòng là cá chết và không cho cá sống. Cá sư tử là cá mao tin, là cá đẹp ở biển này, công chúa. Còn những con mình thấy như con rắn là con cá trình, nó thường sống trong những hang đá như vậy, ít bơi lội so với những loài cá khác. Còn con tròn như là cá nóc, là cái loại cá mà ăn vào thì ngộ độc chết người đó. Cá nóc. Còn những loại cá nóc có thể nặng từ 7 đến 10 cân. Cá nóc thường thì chất độc nằm ở nội tại, nhưng có một số loài thịt của nó có độc tố nữa. Rồi, cho nên mình ta sẽ đi vào đây thăm quan khu vực nhất. Chúng con đi con ơi. Con tìm ra mở tóc chứ sợ. Sợ cá. Cái tìm cá mập gì đó. Nếu mà ở Mỹ đó sự thật mà mỗi năm đều có rất nhiều người bị cá mập cắn. Bây giờ vẫn vậy. Cái tắm cái biển đó. Để coi cái phim cá mập đó. Sợ. Hoàng Sa Trường Sa. Trường Sa rơi còn ngon ngon đắt tiền. Có ăn mua ăn đó chứ đâu mà là tới là từ 44 kg một con. Ở đây là những con cá thề hay là cá Nemo mà cổ mang giống từ Trường Sa về và cho nó nhớ là cá màu sắc đẹp là con cá hơn cái độ màu sắc tân nhà nghe. Những con màu trắng màu nâu lên nhớ là con hải quỳ là loài thời sống cộng sinh với cá Nemo. Cái Nemo nhỏ xíu hả? Đẹp bên phần cá. Có con này là chết rồi, là con cá bú đấy hả? Cái gì ngoài hình? 20 cân. Có khoảng 80 loài cá bú mà tự nhiên với nhiều màu sắc khác nhau, và đây là cái loài cá có trí kinh tế cao. Đây cá bú. Còn đây là con cá ngừ bay ngược dài, cái lông loài cá cũng có số lượng rất là nhiều. Những con trên là đấy là loài cá thật, con ở đấy sinh ra và nhiều lông ở bên trong, đó là da thật của nó hoàn toàn. Cá mập trong. Còn đây là loài cá vô song với trọng lượng là 70 cân. Nó được xem là loài cá lớn nhất hiện nay trên thế giới trong tất cả loài cá thu với trọng lượng 70 cân, và mình tìm thấy Trường Sa năm 2011 nó bị mắc lưới của ngư dân. Chết rồi, con đang tận ngâm chống các bôn rồi. Hôm nay sẽ đi vào đây tham quan những tập đoàn sang hô sống. Ở đây chúng ta sẽ được ngắm những tập đoàn san hô còn sống với màu sắc rực rỡ rất là nhiều. Với hơn 6.000 loài san hô ở các địa trên thế giới. Cứ một cái bông hoa nhỏ xíu là một con, thì trong có nhiều con sống trong tập đoàn lớn như vậy, cả tỷ con. Thức ăn của san hô thường là sinh vật phù du và nó làm sạch nước chứ không ăn cá. Và san hô nó chỉ đẹp và lung linh ở trong nước mặn thôi, lấy mang ra ngoài thì phần thịt của nó sẽ bị chết và thối rữa đi. Thế còn là xương của san hô được cấu thành bằng đá vôi với hơn 6.000 loài khác nhau. San hô thì mình chỉ để lắm cắn thôi, chẳng có gì được. Cứ một bông hoa là một con, là một quả trứng nhỏ là một con với hơn 6.000 loài, với nhiều cái hình dạng màu sắc khác nhau. Hoa đá mà nó chết rồi. Tức là khi mình mang ra nước là sẽ chết, cái phần thịt ở trên là phần xương của nó, là mình thấy những cục đá là xương, nó là san hô là chết rồi. Bây giờ là có hai lớp, lớp thịt và lớp xương cứng. Có hai lớp thịt và lớp xương. Như là đang múa.